Đâu có gì đâu. Cho coi với con. Cho coi. Anh đây nó không biết. Cho coi với con. Không. Không. Cái gì vậy? Không. Cảm xúc xanh này. Đây. Từ đây em thấy. Này. Sao con? Con có tìm được thằng Lung không con? Dạ, không tìm được má. Thằng Lung nó có quen ai trên đây đâu mà nó đi chứ. Rồi đêm nay nó ngủ ở đâu? Con cũng biết nó đi đâu nữa. Nó mà có bề gì, mai mốt phải chết xuống hầm ti. Làm sao má dám nhìn mặt má con nhã ở đây? Ân nghĩa thâm tình một thời mà bây giờ lại như vậy hay sao?
Đây là bản tường trình ghi rõ sự việc. Khi tôi đang đứng ngắm cảnh bên bờ sông thì bọn xấu cày cửa kiến xa hơi rồi lấy hết đồ của tôi. Mời mấy anh vô đây. Rồi sau đó mọi việc diễn ra như thế nào tôi đều ghi rõ trong tờ trình đó. Anh cứ coi qua đi. Mời mấy anh ngồi xuống. Còn anh kia, qua đây. Dạ. Đề nghị anh ghi rõ họ tên và kể rõ sự việc như thế nào. Dạ dạ. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra vụ việc. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ điện thoại liên lạc với chị. Dạ, tôi biết rồi. À, dạ, cảm ơn anh. Lần cuối cùng, tôi đề nghị cậu ghi rõ thông tin vào tờ khai. Em. Cô là ai vậy? Đây là Kha, em của tôi. Tên trong giấy khai sinh của nó là Luân. Chị em của tôi mới cãi nhau nên nó bỏ ra ngoài. Cũng may mấy anh tìm được. Em đó, em làm gì vậy hả? Em lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu. Suốt ngày ra ngoài kiếm chuyện hoài à? Dạ thưa bác hai, ngày mai con về lại Sài Gòn rồi. À bác nhìn xuống khỏe nha bác. Ba ơi, mai á ba cho con Sài Gòn chính trọng. Ủa, sao lên sớm vậy? Dạ, con lên sớm ít bữa để đi quay lại cho biết trong thành phố. Chứ về bữa con lên, con không biết chỗ bị lạc đường. Cũng có lý. Trọng nè. Dạ. Mai con lên Sài Gòn, nhớ gọi em được bác cho con. Dạ, bác yên tâm, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của con mà bác. Trời đời khi yêu ta là chi, em là niềm tin để ta vun bồi. Tình yêu đó xin yêu không bằng lời nói, ta xin nguyện khắc vào tim kết thành hoa thắm tặng riêng cho em. Tình yêu cho ta biết bao đồng say, biết bao hạnh phúc, biết bao diệu kỳ. Ta yêu bằng chính con tim và không đắn đo dù tim bao mơ. Tình yêu là cho đi hơn nhận tâm, sao mai ra sao, sao mai thế. Cùng em vì chỉ em thôi niềm vui của em, là hạnh phúc trong con tim anh. Yêu, tình yêu cho ta biết bao đồng say, biết bao hạnh phúc, biết bao diệu kỳ. Ta yêu bằng chính con tim và không đắn đo dù tim mang mơ. Tình yêu là cho đi hơn nhận tâm, sao mai ra sao, sao mai thế. Vì chỉ em thôi niềm vui của em, là hạnh phúc trong con tim anh. Con đã cay con. Dạ.
Muộn rồi. Đi ngủ đi, mai còn đi sớm nữa. Không biết tại sao em không có chợp mắt được. Trong lòng cứ nôn nao, giống như là mình sẽ không về nữa vậy đó. Bây giờ em mới hiểu vì sao lúc ba má đi Mỹ du lịch, ba má lại lưu luyến và bệnh định nơi này đến mức như vậy. Em lại sắp bất ước nữa rồi phải không? Anh Hiên à, cái hồi mà ba má anh mất đó, lúc đó anh cảm thấy ra sao? À, mà thôi, nếu anh không muốn nói thì thôi, tại em suy nghĩ linh tinh đó mà. Hồi đó anh còn bé lắm, nỗi sợ hãi trong anh chỉ sợ là phải sống một mình. Cảm giác như của một đứa trẻ bị đi lạc vậy. Nhưng mà ba mẹ của em có nhau đúng không? Họ sẽ không bị cô độc đúng không anh? Em nói bậy gì vậy? Anh cấm em không được nói lung tung như vậy nha. Nè cậu nhỏ, muốn về đâu tôi cho quá gian về. Dạ. Không có chỗ ngủ luôn hả? Người ta nói tiễn Phật thì tiễn đến tận Tây Thiên. Thôi lên xe đi, tôi sẽ kiếm cho cậu một nơi để tá túc qua đêm. Dạ thôi, chị cứ mặc kệ em đi, em đã làm việc chị nhiều rồi. Cậu tưởng tôi đang làm từ thiện chắc? Chẳng qua là tôi muốn giữ cậu làm con tin, để sau này còn đòi nợ cái khoản tiền mà hồi nãy tôi bỏ lãnh cậu đó thôi. Thôi, lên đi, đừng có đôi co nữa. Đứng đây thì lát nữa là phải vô đồn lần thứ hai đó. Lúc đó tôi không còn tiền nộp phạt hay là bảo lãnh gì đâu. Ba ơi, hôm nay con như ba thấy lo cho em quá. Mà ở xa không biết phải làm sao. Má sống khôn thác thiên, má phù hộ độ trì cho em con nha má. Chị cũng chăm xuống đây luôn. Ừ. Cái chuyện từ má cái con bữa hai lần đâu không xảy gì con. Dạ, con tính vô lấy cái chén. Trời má ơi, làm chén rồi kìa. Bây giờ trong mắt chị hai á, không biết cái nào là cái chén đâu. Cây gì cũng trắng ra hết rồi má ơi. Phải không chị hai? Bá. Ừ? Bà coi bài nào tâm trạng á, bà đàn cho chị hai cho đó. Từ dao ấy đến hôm nay mà sao mình vẫn như không hay để nhớ mong anh lại đến đàn. Chị hai. Chị hai bỏ trả chị bá. Cô
con nghĩ gì mà thấy vui vậy? Dạ, đâu có gì đâu ba. Cậu vô đây. Đêm nay cậu ngủ tạm trong căn phòng này nghe. Dạ. Có quần áo nam trong tủ, cậu có thể lấy mặc tạm. Ủa, chứ không phải chị nói chị ở một mình sao? Cậu tò mò làm cái gì? Tôi nói như thế nào á thì cậu cứ biết vậy đi. Cậu cứ tắm rửa thoải mái rồi đi ngủ. Còn những chuyện khác thì tính sau. Dạ. Bữa nay mình ở đây, ngày mai mình sẽ sống ở đâu? Mày sẽ sống sao hả Luân? Cút bắt trò chơi, anh sẽ trốn khi em đuổi kịp. Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phong phú như trong giang. Một lần yêu phải trăm lần khổ đau. Giờ sương ban sớm đắp lên trên hoa anh đào. Đời người con gái chỉ biết khi yêu nồng nàn, thì tại sao em ngước mắt cho đớn đau nỗi hận sâu. Em chỉ biết có mỗi anh thôi, cho dù anh trọn đắm say với ai, em vẫn yêu vẫn đợi chờ. Mình yêu nhau đi đến bên tình yêu, vòng tay khát khao bao ân tình. Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai màu. Đừng để em phải trăm lần đau cay. Mình yêu nhau ta đất nước xa xôi, miền xa ngọt ngào, và rồi nơi đó chỉ có hương xây tổ ấm. Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mong cho từng đêm? Em thao thức với chiếc đèn thầm, nghe từng sợi tóc đêm đau dâng dâng theo nhiều giọt sầu. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ. Thôi, cậu nằm nghỉ đi nha, tôi đi nghỉ đây. Dạ. Dạ, em chào chị. Cậu không ngủ được hay sao mà dậy sớm vậy? Thôi ngồi xuống ăn sáng đi. Dạ. Dạ, chắc lại nhà nên em ngủ không được. Do lại nhà hay là do cậu nhớ người yêu nên không ngủ được? Chị cứ chọc quê em,
Người như em, ai mà chịu quen. Em cảm ơn chị rất nhiều. Giờ anh xin phép em đi. Mời cậu ăn sáng. Cậu cứ tự nhiên nha. Dạ. Ăn đi. Đồ ăn á, không có độc đâu. Không phải vậy đâu chị. Tôi nói cậu nghe thử xem sao nha. Dạ. Tôi sẽ cho cậu ở đây với giá thuê phòng trọ bình dân. Và đương nhiên tôi cũng biết hiện tại cậu không có một xu dính túi, cho nên tôi sẽ cho cậu trả sau trong vòng một năm. Chị không quen biết em, sao chị tốt cho em quá vậy? Tôi đã nói rồi, cậu đừng có thắc mắc nhiều. Hãy cứ nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ra khỏi đây. Tôi không bắt cậu phải trả lời ngay bây giờ đâu. Dạ. Ăn sáng đi ông. Ủa? Sao có một phần ăn sáng vậy? Thằng Trọng nó ra ngoài từ sớm rồi. Còn tôi thấy trong người mệt lắm, tôi không muốn ăn. Ông ăn mình đi. Tại sao bà không muốn ăn? Ừ. Tôi đuổi thằng Lương ra khỏi nhà, bà thấy có lỗi với người dưới quê, bà ăn không nổi phải không? Khỏi phải bà. Có phải bà với thằng Trọng hùa nhau chống đối với tôi phải không? Hai má con tôi không có chống đối ông gì hết trơn á. Chỉ có điều là không đồng ý với cách cư xử của ông hôm qua thôi. Tôi nói cho ông nghe nha, thằng Trọng mà không tìm được thằng Luân về đây thì đích thân tôi sẽ đi tìm nó. Trời, trời ơi, tôi có phải là chủ của gia đình này không trời? Ấy, sao tới đây rồi không đi được mà đứng đây làm gì vậy? Đâu có đâu, tao để quên cái bóp ở nhà rồi. Mày có tiền cho tao mượn một ít để xài. Muốn sáng uống cà phê phải không? Vô canh tin đi, giúp tao bao cho. Không phải, tại tao có công việc chút xíu mà. Được bao nhiêu? Khoảng 200 gì đó, có được không? Hên cho mày á, bữa nay tao có tiền đó. Cho mày mừng hết luôn. Cảm ơn nhiều nha. Mày vô lớp trước đi. Chúng ta đi sáng. Để vô lớp xin sớm á. Mà túng túng túng. Gì? Mày cho tao mượn điện thoại đi. Làm gì nữa? Tao gọi chút xíu mà. Tí vô tao trả cho mày. Mượn nhớ trả nha. Tao lên trước á. Nhớ vô mày. Tao mày vô đi. Alo, ai vậy? Em luôn là Trọng. Em đang ở đâu vậy? Em kiếm được chỗ trọ rồi. Em sẽ dọn ra ngoài. Từ giờ trở đi á, em muốn tự lập để không phải nhờ nhà gia đình anh nữa. Bây giờ anh muốn gặp em. Anh đang ở trước cổng trường em nè. Hôm nay em có đi học không? Dạ, em ở cùng với bạn. Anh không phải lo cho em đâu. Giờ về nhà anh không tiện. Anh có thể mang đồ của em á tới chùa của em được không anh? Chuyện đó thì tính sau đi. Nhưng bây giờ anh muốn gặp em. Anh cứ dọn đồ cho em đi. Chiều mai tới chùa chân là lộn rộn. Vậy thôi nha anh. Em cúp máy à. Alo. Alo. Luân. Luân. Nhã. Dạ. Con ra làm sao? Bắt thêm con gà.
để ba mang lên làm quà cho chú Tính. Dạ. Gà con nhốt sẵn vô trong cái lồng hết rồi ba. Chút ba đi á, là ba chỉ lấy nguyên cái lồng đi thôi. Mà ba ơi, bây giờ người ta đã là dân thành phố rồi. Mấy cái thứ quê mùa như vậy á, chưa chắc bác Tính đã nhận đâu ba. Con sao đâu con. Ông bà mình nói, của cho không bằng cách cho. Và hơn nữa, cho dù nhà chú Tính có ở Sài Gòn bao nhiêu năm, cũng vẫn là dân miền vùng chính gốc, làm sao quên được gốc gác con. Dạ. Thì con chỉ lo xa vậy thôi. Mà ông thấy là từ trước tới giờ bác Tính đã không thích cái kiểu quê mùa như vậy rồi. Đâu có giống như ba đâu. Alo. Chị Hai hả? Ủa? Em Luân nè. Luân hả em? Dạ. Luân rồi hả con? Dạ. Chị với ba đang nhắc em nè. Vậy hả? Em gọi để em báo cho ba với chị biết. Ngày mai em sẽ học quân sự rồi. Em sẽ không ở nhà anh Trọng nữa. Nên chị đừng gọi về nhà anh Trọng kiếm em nữa nha. Ừ. Chị biết rồi. Tại vì á, ba đang chuẩn bị lên thăm em nè. Thôi, em đi học. Em không có nhà đâu, em học quân sự không có nhà đâu. Được không lên. Thôi vậy cũng được, để chị nói lại với ba. Dạ, em gọi để báo cho chị với ba biết. Em cứ máy nha chị Hai. Ừ. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Học xong rồi, chị sẽ sắp xếp lên thành phố thăm em. Dạ. Chuyện gì vậy con? Ba ơi, đợt này thằng Luân nó mắc đi học quân sự tập trung rồi. Nó nói là đợi đến khi nào nó về nhà bác Tính á, rồi ba hay lên thăm nó. Ê, nó nói vậy biết vậy chứ sao giờ. Thôi, để lần sau vậy. Nếu gặp dịp á, con xin nghỉ học lên thăm em. Sẵn thăm thằng Trọng luôn con. Dạ.